Ở cười kìa, con ôm xe dịnh xe con xe này nè, con nhận xe mà. Rồi con dễ tay chấp cho mình ơi, chấp xe để con nghe. Ờ đúng rồi, rồi con chấp cho chị nè. Thấy nè, ờ đúng rồi. Vô lên. Cười lên. Cười lên. Hi, xin chào các bạn, dưới đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình. Thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz của My Hưng. Thì ngày hôm nay là ngày 14 tháng 10 các bạn. Là một cái ngày coi như là cũng rất là đẹp ha. Thì bởi vì là sáng ngày hôm nay là Duy vừa mới bàn giao cái chiếc xe GLC 300 cho anh Tâm. Đó, thì bởi vì là anh Tâm cũng chọn cái ngày này. Và bây giờ nè bạn, vừa giao chiếc xe cho anh Tâm xong thì bây giờ là Duy lên đường để mà Vĩnh Long để giao chiếc xe cho Nhân. Thì Nhân cũng chọn cái ngày này coi như là từ tháng trước luôn rồi đó. Thì bây giờ Duy mới bắt đầu giao xe nè. Thật ra là quá trình mà thanh toán coi như là chuẩn bị hết tất cả mọi thứ thì Duy đã chuẩn bị trước rồi đó. Mãi ngày hôm nay bắt đầu là lên đường để mà đi giao xe thôi đó. Thì bây giờ ngoài trời thì cũng là đang là mưa, bởi vì là đang có bão đúng không anh? Dạ. Đang có bão đó. Thì Duy cũng chạy chậm chậm thôi các bạn. Đó thì dự kiến khoảng tầm là 1 giờ thì Duy sẽ có mặt ở thành phố Vĩnh Long để giao xe cho Nhân. Đó thì cái chiếc xe mà Nhân chọn đó là chiếc xe C180 các bạn. Đó thì với cái chiếc xe C180 thì là một cái chiếc xe mà có thể nói là rất là tiệm cận một chiếc xe Mercedes-Benz, một chiếc xe hạng sang, rất là tiệm cận với lại những cái dòng xe coi như là phổ thông. Đó, các bạn chỉ khoảng tầm là 1.4 tỷ thôi là các bạn đã sở hữu được một chiếc xe Mercedes-Benz rồi. Đó, rất là tuyệt vời ha. Thì với cái chiếc xe C180 này thì Duy nghĩ đây là một cái chiếc xe rất là phù hợp với đại đa số những cái vị khách hàng trẻ tuổi thành đạt ha. Một vị khách hàng trẻ tuổi thành đạt. Thật ra Nhân năm nay nó khoảng tầm hơn 20 tuổi thôi các bạn, khoảng 20 mấy tuổi thôi. Đó, thì bây giờ đã sở hữu được chiếc xe Mercedes-Benz C180 thì một điều rất là tuyệt vời luôn. Đó, thì bây giờ trời cũng đang mưa thì thôi mấy anh em bắt đầu là chạy chậm chậm xuống Vĩnh Long. Thì một lát nữa khi đến nơi giao xe cũng như là gặp Nhân thì Duy sẽ quay cho các bạn xem cái buổi giao xe của Duy nha. Ok. Vừa mua 10 cái bánh các bạn. Đó, 10 cái bánh này gọi là bánh lá dừa ha. Đây là cũng là một món gọi như là ăn gọi như là rất là quen thuộc ở miền Tây. Bánh lá dừa ha. Chắc là cái bánh này nó xuất phát từ Bến Tre đúng không? Đúng không anh Vũ? Không biết luôn à. Thường mấy cái sản phẩm mà liên quan về dừa thì thường là Bến Tre là nhiều. Bây giờ Duy thử khui ra một cái nha, tại vì bây giờ là 12 giờ trưa rồi. Cho nên là mấy anh em chắc là ăn trưa bằng cái bánh này luôn á anh Vũ ơi. Ok không? Được không? Hay là lát anh em mình ghé ăn cơm. Rồi em sao cũng được. Nè anh Vũ ăn thử cái này đi. Thôi anh ăn đi. Thì giờ em ăn trước thử nha. Cái này không biết là nhân đậu hay là nhân chuối đây. À đây là nhân chuối rồi. À các bạn thấy anh một bánh lá dừa. Nguyên cái lá dừa mình cuốn lại ở trong là có nếp với lại nhân. Thì nó giống như bánh tét vậy thôi, nhiều bánh lá dừa nhưng mà giống bánh tét thôi, chỉ cuốn bằng lá dừa thôi. Cái này chắc là
ăn rất là ngon đây, thử nha. Ngon các bạn, dẻo á, nếp dẻo cực kỳ luôn. Hồi nãy trên đường ghé đổ xăng á thì đi mua nè. Chắc gì ăn hai cái thôi, ăn nhiều quá ngán. Ngọt lắm. Cái bánh này mình cắn ba cái là hết rồi bạn. Cắn ba cái là hết rồi. Xong rồi, một cái. Ăn chắc ăn một cái rồi chứ không dám ăn thêm cái nữa. Để ráng ăn cơm. Đó, bánh lá dừa các bạn. Các bạn đi miền Tây nhớ mua bánh lá dừa nha. Ăn rất là ngon nhưng mà ăn nhiều thì ngán thôi. Lát để bụng ăn cơm. Dì mua 10 cái là 40.000. Coi như là 4.000 đồng một cái các bạn. Rất là rẻ ha. Chỉ có 4.000 đồng một cái này thôi. Bùng bùng lấy ra ăn cũng vui ha. Anh ai không lột cho? Thôi không ăn. Không thích hả? Không phải, đang phê phê trong người, không có tâm trạng đâu, giờ lo chạy thôi. Hôm qua giờ là anh chạy được bao nhiêu cây số rồi, ngủ được mấy tiếng, chạy được bao nhiêu cây số rồi, chia sẻ cho mọi người biết luôn đi. Chạy cây số thì em không có tính, mà em thức từ 3 giờ sáng hôm qua tới bây giờ là ngủ được tầm được khoảng 2 tiếng mấy, 3 tiếng. 3 giờ sáng tới giờ ha? 3 sáng hôm qua là 20 mấy tiếng. 20 mấy tiếng rồi. 3 giờ sáng ngày hôm qua nữa. Đúng rồi. Tức là 3 giờ sáng ngày hôm nay là 24 tiếng đúng không? Dạ. Rồi từ 3 giờ sáng tới bây giờ nữa là bây giờ là 12 giờ rồi. Đó, thì nó đã là nhiêu ta? 3 giờ sáng tới 12 giờ là 9 tiếng rồi. 33 tiếng. 33 tiếng, 9 tiếng với là 24 tiếng là 33 tiếng rồi. Thì coi như là ngủ có 3 tiếng. 3 tiếng rồi. Chạy 30 tiếng. Thì do xe đông quá hả sao anh ngủ? Xe giờ nó nhiều quá nơi, với lại cũng ở đây thì có chỉ có 4 xe, mấy anh em ít xe quá nên ai cũng phải tăng cường chạy hết. Ai cũng vậy hết. Đi cái chuyến rồi là anh đi miền Tây hay miền Đông? Chuyến rồi là em đi Đà Lạt, cũng như hồi khuya này là 12 giờ rưỡi đêm là em còn ở trên Đà Lạt á. Bây giờ em về tới Tiền Giang rồi. Về sáng về tới quận 7 em nằm ngủ được 2 tiếng nên bây giờ cũng khỏe rồi. Chạy vậy rồi anh chủ xe anh có thưởng cho anh nhiều không? Cũng vậy anh ơi, trách nhiệm thì mình làm thôi, đúng việc mình làm thôi. Cũng như có nhiều lúc mà không có xe thì mấy anh em cũng đậu nghỉ không thì thời điểm đó, lúc đó là tại sao không quay lại nói thôi tháng này em ít chạy có ít chạy này nọ thôi, lãnh lương đợi chút này cũng đâu có được. Thì bù qua sức lại cũng vậy thôi, bù qua sức lại ha. Giống như tháng này mình chạy, nhưng mà anh thì anh thích chạy ít hả, chạy nhiều? Thích chạy ít hả? Thích chạy ít là tụi em bán ế à? Em thì em phải chạy nhiều. Chạy nhiều cũng lãnh lương nhiêu đó, mà chạy ít cũng lãnh lương nhiêu đó, mà nói thích chạy nhiều là sao? Đâu, em chạy là em ăn km nữa, có tiền km trong đó nữa. Càng chạy nhiều em càng có tiền chứ. Có nghĩa là thêm hoa hồng thêm không? Dạ đúng rồi. Đó, thì các bạn thấy không? Anh Vũ vừa rồi mới chia sẻ là coi như là chạy liên tục luôn, rất là bận. Thì thực ra các bạn là cái lượng xe mà bắt đầu từ tháng 10, tháng 11, tháng 12 nè, bên Di nè, thì bắt đầu cái lượng xe bán đi rất là nhiều luôn. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất á, là các bạn biết rồi,
trong năm á, thì thường là những công ty thường hay là cần thuế, cần chạy thuế, cần phải mua xe để có hóa đơn chứng từ đầu vào đầu ra để quyết toán thuế này nọ các bạn. Đó, cho nên là những công ty thì thường cũng sẽ mua xe để mà xử lý những công việc của công ty. Và thứ hai nữa là bắt đầu là tới mà 31 tây tháng 12 là bắt đầu là hết cái hạn mà được hỗ trợ 100%, hỗ trợ 50% cái thuế trước bạ từ bên chính phủ mình. Cho nên là cái việc mua xe bây giờ nó cũng coi như là các anh chị đi mua xe rất là nhiều luôn để chạy cái thuế trước bạ nữa các bạn. Đó, bởi vì là sau cái thời gian là tháng 12 là chúng ta sẽ không còn được cái thuế trước bạ áp dụng được giảm nữa rồi. Đó, cho nên là đối với những cái dòng xe Mercedes các bạn biết rồi, cái giá trị của nó rất là cao. Cho nên là cái tiền thuế trước bạ nó cũng vậy, nó cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Ha, các bạn biết rồi, cái dòng xe chẳng hạn S450 Luxury đi. Đó, các bạn đóng thuế coi như là 400 mấy chục triệu. Đó, nhưng mà bây giờ đang được hỗ trợ 200 mấy chục triệu rồi, nó rất là nhiều luôn. Đó, cho nên là cái việc mà mua xe mà từ đây đến cuối năm là mọi người đi mua xe rất là nhiều. Cộng thêm một cái nữa các bạn là cái lượng xe bên Di bây giờ là không có đủ để đáp ứng nè. Nếu mà các anh chị và các bạn mà mua xe trong thời điểm này, đa phần đều phải đợi mới có được cái màu mà ưng ý. Đó, có thể là bây giờ đặt thì có thể là tháng sau mới có, hoặc là có cả tháng sau nữa bên Di mới có luôn. Cho nên là thời điểm này cũng là một cái thời điểm mà coi như nó rất là cận kề rồi các bạn. Thực ra nói tới tháng 12 thôi nhưng mà nó rất là cận kề rồi. Đó, bây giờ tại vì mình mua xe mình không phải lúc nào mình mua mình cũng có được liền những cái màu xe mà mình ưng ý hết. Đó, nào là màu ngoại thất ở bên ngoài, nào là cái nội thất ở bên trong nữa. Cho nên để mua một chiếc xe ưng ý thông thường là phải đợi. Đó, thì đây là một cái mà Di chia sẻ rất là thật tình luôn. Và những cái anh chị và các bạn nào mà đang muốn mua xe vào cái dịp cuối năm này, cũng như là đang muốn được hỗ trợ một cái chính sách thuế hoặc như là một cái giá xe đặc biệt, thì các anh chị coi như là quyết định đi, càng sớm càng tốt. Các bạn biết rồi, thì cái lượng xe nó càng khan hiếm, nó càng ít, thì chứng tỏ cái việc mà giảm giá, cái việc khuyến mãi của nhà máy, của bên đại lý họ cũng sẽ không còn nhiều nữa ha. Đó, thì đó là cái mà Duy muốn gửi đến cho tất cả những anh chị và các bạn. Đó, những anh chị và các bạn nào muốn tham khảo xe, muốn mua xe vào trong thời điểm này thì cứ gọi trực tiếp cho Duy nha. Số điện thoại của Duy là 0914653979, Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng, quận 7. Ok, thì bây giờ mấy anh em cũng tiếp tục lên đường thôi. Đó, các bạn nào quan tâm thì gọi ngay cho Duy nha. Mưa quá chị. Mưa, tại sáng giờ mưa. Dạ. Rồi anh lâu không? Sáng giờ lâu. Dạ. Có nấu cháo gà khoảng cho mấy ăn. Trời vậy hả? Đã vậy. Gà ta. Gà với bắp chuối rồi không chứa giường á. Dạ. Vị ngon lắm rồi. Tuyệt vời. Không biết tải món gì. Cháo gà gì đó. Đợi cháo gà gì. Đó. Dạ. Có một khách hàng ông ở bên Cam giống vậy đó, đi qua đi lại vậy đó, mà bây giờ ông tính mua xe của em còn ông không mua, tại vì xe em nó rẻ quá. Ông mua cái ông đi vài tháng cái về bệnh ông xin lại cái giấy lấy biển số Cam bên kia đi luôn. Ừ được, chỉ có dân xui để không mất. À, nhưng mà đây trên đoàn học nè thì à, cho nó có xe thì chạy biển số đó bình thường, để bình thường mình xin phép tầm khoảng 3 tháng đổi lần. Hồi xưa là được mấy năm, bây giờ là những tháng nè. Vậy hả? Ở tháng thì mất năm còn 10 năm nó tùy. Dạ. Cũng quen biết nhiều thì cứ được cũng đang lên. Dạ. Vô ngồi chứ. Con xe đi chị. Con xe đi. Để đi.
đây quay đưa cái đầu ra. Vậy em có món hoa tặng chị nha. Cảm ơn chị nha chị. Đã chọn Mercedes Benz cũng như ủng hộ em. Chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và an toàn trong quá trình sử dụng xe. Cảm ơn. Cái này dù không? Cái dù. Còn cái này gì dữ ta? Cái này cái túi đựng đồ này nọ thôi. Dạ. Rồi là mình lên đây quá trời thảm ha. Cái thảm, lát nữa anh lót cái thảm lên cho mình đi ngủ đúng không? Dây để sạc điện thoại. Còn cái kia là cái này cái hộp quà. Hộp quà của mình sẽ đúng. Ủa xe mình ta đâu có xài vỏ nó xe cua đúng không anh? Xe bánh xe cua anh. Không, bánh xe cua. À có cái thùng để đồ. Đây không có bánh xe cua. Chỉ có cái vỏ để đồ thôi. Em lấy xài vỏ gì ta? À, lớp xe nè. Lớp xe là lớp ranh lát. Là không xài à? Không xài đất lửa, xe lụt bánh cho cái chạy. Cho cái bánh? Khoảng tối đa là khoảng tầm 80 cây số. Dạ. Tùy theo tải trọng trên xe chứ này tùy theo cái đoạn đường đẹp của xe. Chạy thử chồng không? Để anh tót cái thảm lên cho nó sạch. Nhấn nút đây là khởi động. Ủa chìa khóa đâu rồi, chìa khóa đâu? Đây nè. Đó bấm nút là khởi động hả? Chìa khóa trong xe hả? Mở chìa khóa thử. Chìa khóa hai chìa luôn đúng không? À. Cái này giờ mình mở gì? Không con ngỡ, bây giờ em đạp thắng em bấm nút thôi. Vậy thôi đó hả? Hả? Chìa khóa là nó cách bao nhiêu mét à? Chìa khóa này xa lắm. Xa lắm. Cả trăm mét bấm cũng được. Ok. Vô đê chảy gì? Ờ, cần số là ở đây nè. Dạ. Em mở cái này. Cần số là ở đây. Nó lạnh đâu, nhiệt độ nó lạnh. Nhiệt độ nó lạnh nè. Tăng lên. Giảm xuống. Ủa máy lạnh, ví dụ muốn tắt máy lạnh? Tắt máy lạnh thì em tắt gió hết. À, tắt thôi ha, chứ đâu có... Dạ, giảm gió hết là tắt nè. Rồi auto với AC là... Dễ nha. Thì nguyên chỗ này là máy lạnh cho em hết. Dạ. Ha. Rồi bây giờ mình vô số. Rồi em chỉ gần số nè. Khi mà nhân đạp thắng. Rồi em đang đạp thắng. Ha. Gạt mạnh lên là R là lùi. Gạt lên đây đúng không? Gạt lên giờ đúng không? À, R là lùi. Đúng đó, gì là lùi rồi đó. Camera hiện lên. Trong dưới ha. À, còn đạp thắng mà gạt tới là sẽ xuống là chạy tới. Như vậy là đi qua D đúng không? D rồi đó nè, em nhìn D nè. Dạ. Rồi C là sao ta? C là chế độ lái thể thao. À. Ủa chế độ lái comfort. Comfort đúng không? À. Cái mình chọn thôi đúng không? Chọn ở đây. Thôi để comfort cho em. À. Còn em đậu xe em đi xuống xe là em phải bấm vô. Bấm gì B là đúng không? Bấm vô. À. Là tức nghĩa là nó bây giờ có đạp ga cũng không có chạy được đúng không? Gì B? Bấm B đúng rồi. À. Bấm B là đậu xe rồi, nó dạ. Không có chạy được. Thì có lên ga cũng không sao đúng không? Đúng rồi. Ok. Tắt hết bạn. Chiếc này là bữa giờ em chạy hả? Em chạy dơ. Em chạy hết rồi. Giờ dê thôi đúng không? Dê. Phát thấy D mà. Giờ dê thôi đúng không? Dê là nó hiện camera dê đó. Chứ còn kêu gì đó. Cái thắng á, em gà mới gà mà. Gà thắng nó kêu. Này giỏi gọn nè. Gọn chị. Gọn. Cho bé đi học chiếc này là quá đẹp rồi. Mà sao chọn mẹt vậy chị? À, tại vì Sài Gòn thì thấy theo phong cách chợ. À, ở Sài Gòn chuộng mẹt lắm. Ừ, thấy dạ. Người ta mẹt là chị. Ở dưới mình thì chắc là Toyota là nhiều ha chị ha? Thì cũng gần nữa. Ở đây nè. Hỏi chắc xuống chứ. Xuống đúng không? Ừ. Ở tỉnh mình thì Toyota nhiều. Chắc vậy. Em cài béo đi. Nó cài kêu à. Với lại gạt mưa em cho xây lên một lớp. Xây này đúng không? À. Xe mới.
sâu không em? Hay là sâu? Sâu. Nhưng mà đến cuối đường nó không có. Dạ, tại tới không. Đây là cuối luôn á hả? Không, còn khúc chút xíu. Dạ. Nhưng mà nó không thông á. À, không thông ha. Dạ. Tới chưa. Sành điệu. Cái này là sành này ha. Sành điệu. Mẹ cho hắn mẹ đi. Nhiều khi á, chạy chiếc Toyota Camry á, nhưng mà giá nó cũng cỡ này thôi. Không mặc cái này đâu. Nhưng mà chạy chiếc mẹ nhìn thấy nó đẹp đảm. Đúng rồi. Mà thêm cũng không nhiều lắm. Thật ra Camry giờ nó cũng 1.4 mấy chục rồi. Bây giờ mệt nhiều đó, lúc xưa ta xài Lexi, năm nay nè ông xã với nói mệt cũng về nhóc đẹp đẹp không hả? Dạ. Nhiều kiểu mà. Kệ đó, mở lên là mặc định là chế độ lái comfort. Còn eco là trong những trường hợp kẹt xe hay gì đó, em muốn chuyển qua cho nó tiết kiệm ha. Hoặc là nếu mà em thích lái thể thao thì em sẽ đẩy lên sport, hoặc là lái sport cộng. Chế độ lái trên cùng là một cái chế độ lái theo cái ý của em. Cái sở thích của em thì em có thể cài đặt được khu vực bên này, nhưng mà đa phần á thì em nghĩ là chỉ cần chạy chế độ lái comfort hoặc là sport này nọ thôi, chứ không cần phải cài đặt theo cái ý của em đi cũng được. Đây nè, sưởi là nó có cái chữ rear nè, là sưởi phía sau với lại hai cái gương chiếu hậu. Còn nếu mà em bấm chữ mát á, là nó sưởi phía trước, nếu mà em đậu mà nó bị hấp hơi nước chỗ này nè. Nè, còn này nếu mà em sửa cái này thì em bấm rồi vậy đó. Tính là khô liền. Khô. Kể cả kiến phía sau cùng luôn. Ha. Nguyên cái vàng này để chỉnh máy lạnh hết. Em nhìn mấy ký hiệu này em sẽ đoán được ha. Nhiệt độ nóng lạnh nè. Hướng gió nè. Hướng gió thì nó cho vào người vô chân hay là nhìn kiến. Ha. Rồi tăng lên quạt, giảm quạt. Đây. Nhìn mấy cái hình này nè, nó sẽ giống như mấy xe kia thôi nè. Nhưng mà nó bố trí thì nó không gọn gàng lắm, dễ xài. Còn hai cái gì? Hai cái đó là hai cái lẫy số, lẫy số bình chạy bằng số tay á, thay vì em chạy bằng số số tự động á thì em không thích, em chạy bằng số tay ha. Em bấm dấu trừ là giảm số, bấm dấu cộng là tăng số đó, theo ý của em chạy theo vô số. Đây là vô số này đúng không? Số đúng rồi, cái giống như em đi xe máy vậy thôi, em xài số. Em xài số số tay theo ý em á. Dạ. Không. Thì cái này thực ra cũng ít khi xài. Tại vì nếu mà em để chế độ mà em chạy trên đường trường bình thường á, em chạy một hồi nó cũng tự động trở về số tự động. Chứ nó sẽ không có manual của mình. Thì thật ra tính năng manual này là dành cho những cái người mà lái trên đường đua gì đó, hoặc là thích đam mê phong cách lái thể thao. Chứ bình thường là lái trên đường trường thì ít ai không có sử dụng cái tính năng này. Còn đèn là mình chọn chế độ auto là ok. Đèn à, em cứ để auto là tự động hết. Ban ngày ban đêm gì thì tự động nó làm việc. Cái đó là cái nút để mở cái cốp sau á. À, còn này là cái đó là thắng tay. Thắng tay mình đó. Thắng tay á. À, khi mà bước xuống xe mở cửa cũng mở thắng tay. Khi mà lên xe em vô số em chạy nó cũng sẽ tự động xả thắng tay. Cái là tự động luôn. Tự động luôn. Thì nó vẫn có một cái nút để mình bấm, trong những trường hợp mình nó không tự động thì mình bấm vào là khóa, kéo ra là xả vậy thôi. Còn không. Ship kiến là cái gương đó. Cái trên kính nè. Đây đúng rồi, cái này bấm vô là nó sẽ ship vô, nhưng mà cái xe của mình khi mình ra mình lóc cửa nó cũng sẽ ship vô. À, cũng ship luôn. À. Còn mở xăng thì em ấn tay cái nắp xăng, nó sẽ mở cái nắp xăng, nó sẽ không có nút nào ở đây hết. Ấn vô đó thì cái cửa xe lóc, thì cái nắp xăng lóc, cái cửa mở, cái nắp xăng mở. Xong rồi đúng không? Rồi để anh hướng dẫn trên đây nữa nè. Gạt mưa em biết rồi đúng không? Yeah, bật lên bật xuống rồi đúng không? Bật lên bật xuống thì hai nấc đầu tiên là tự động, có mưa nó gạt, không mưa nó không gạt. Còn nếu mà em gạt lên những cái nấc tiếp theo nữa thì nó sẽ gạt liên tục luôn.
ha. Còn khi mà mình bấm vô cái đầu á, cái đầu chỗ này nước thì nước nó sẽ phun lên. Ok, cái này nhanh đúng không? Ok, nó xi nhanh luôn, đá đèn luôn bên đó hết, chỉ có bên đây là cần số thôi. Đá đèn xi nhanh luôn. Okay. Rồi anh chỉ em cái nữa là khu vực nguyên cái cụm bên đây để điều khiển màn hình này, nguyên cái cụm bên này điều khiển cái màn hình này ha. Thì em muốn điều khiển cái màn hình này thì khi mà em đang lái xe thì em có thể là cảm ứng bằng chỗ này được ha. Home là cái menu á. Dạ. Anh thử vô phần cài đặt nha, phương tiện cài đặt của xe. Gặp gương anh đã tích vô rồi. Dạ. Khóa cửa tự động anh đã tích. Dạ. Vô rồi, nhưng mà tín hiệu xác nhận khóa xe thì anh chưa tích. Thì nếu mà em muốn có tín hiệu xác nhận khóa xe thì mình tích vô là nó lóc kêu đúng không? Lúc cửa nó có kêu lên để. Dạ. Mình biết là cái xe mình đã lóc cửa. Okay. Còn nếu mà em lóc cửa mà không có tiếng kêu thì chứng tỏ một cái cửa nào đó đang mở chứ không có đóng ha. Dạ. Ok đó, ví dụ vậy. Rồi volume lớn nhỏ, rồi cài đặt điện thoại nè. Ví dụ ai gọi điện thoại tới cho em đang lái xe, em có thể là bấm trên đây để nghe, bấm trên đây để tắt volume nè. Rồi tính năng này ra lệnh bằng giọng nói luôn. Ra bằng giọng nói thì em nói nó sẽ nghe, chẳng hạn như hát radio hay là mở nhạc này nọ. Mình phải đè vô rồi mình mới nói được. Bấm lên cái là nói. Bấm lên cái. Radio. Radio mình bắt ở ngoài đây. Ở đây là nè. Bây giờ mình tắt đi. Tắt hả? Thật ra nó tắt thì anh bấm lúc này nó tắt. Âm lượng thôi đúng không? Âm lượng thôi, không nghe thì bấm lượng tắt thôi. Chứ cái đài thì lúc nào nó cũng hát nè. Nó không có ngưng lại được, giống như đĩa. Dạ. Thì em ngưng lại, hoặc là USB này nọ thì em sẽ ngưng lại được. Ồ, em cũng nghe cái này hả? Anh cũng ngày nào cũng nghe cái này nè. Lên xe rồi mở cái này nghe. Nghe cái bài em chọn luôn. Nghe cái này đỡ tốn 3G. Gì thôi đơn giản đi. Bây giờ mình vừa nghe nhạc, mình nói chung cái này vừa nghe cái màn hình iPhone luôn đi đúng không? Đã nè. Đó, giờ anh vô đây nè em đó. Cái này đậu xe tự động. Đậu tự động hả? Đậu xe tự động là anh bấm vô nước này nè. Dạ. Nhưng mà đậu tự động thì dạng đậu ở trong những tầng hầm chung cư nhà em á. Dạ. Thì mấy cái ô vuông mà mình đậu giữa hai chiếc xe á. Dạ. Thì nó sẽ tự động đánh vô ở giữa hai chiếc xe đó. Đậu là tự động luôn. Mình chỉ cần bấm. Nhưng mà cái này em phải biết cái thao tác xài. Dạ. Cái này thì anh sẽ hướng dẫn cho em sau, phải có chỗ anh chỉ cho em anh dễ. Okay. Hoặc là anh có hướng dẫn trong cái clip á. Dạ. Để cái gì em lên đi. Em bấm là hệ thống đậu xe tự động của Mercedes-Benz. Dạ. Là em sẽ thấy cái clip anh. Vậy đó đặt chú quay cho. Nó nhìn xe mà chứ. Cầm đi đó. Xe mà. Xe mà. Tôi thấy người ta. Đó, chú nhìn đó thấy không? Em muốn nhận xe, em muốn đi về đây, em muốn mua cái công ty chú nè. Cười chú đi. Cảm ơn chú đi. Hai chú đi. Bà cười kìa, con ông sẽ dịnh xe, bấm xe này nè. Con nhận xe mà. Đó, con dễ tay chấp con nhờ. Chấp xe thế luôn nè. Ờ, đúng rồi. Rồi, con chấp cho chị nè. Tí nè. Ờ, đúng rồi. Vô lên. Cười lên. Cười lên. Rồi. Rồi đi. Làm to quá. Nhớ lành nhiều nhớ kêu hút cỡ. Ngủ xe. Đó. 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 Em chị là lớn nhất chưa? Không, anh chị đó là ba. À, này. Anh chị. Ba này. Rồi tới cái chị gái gì ốm đó, là cũng ở Sài Gòn với mấy đứa luôn. Rồi chị rồi tới nhỏ này rồi nhỏ kia, bốn đứa gái một cha. À. Ăn đi. À, hôm nay muốn cháo gà quá đặc biệt. Cháo gà. Gà mình đây nè ha. Chắc ngủ rồi, buồn ngủ. Em ăn nha rồi. Tự nhiên nha. Con cháo của ai? Ba à, chú ba ngồi đây đi chú. Chú ngồi đây ăn chơi với con. Dạ hả? Có giọng bạn bánh cho biết. Dạ. Ở quê mình là vậy với vui. Dạ.
thì Di vừa mới bàn giao chiếc xe cho Nhân cũng như là chị Tươi xong. Đó thì bây giờ khoảng tầm 3 giờ 15 rồi, mấy anh em bắt đầu quay về Sài Gòn nè. Thì khi mà giao chiếc xe cho Nhân cũng như chị Tươi thì rất là vui luôn các bạn, là chị Tươi cũng như Nhân cả nhà coi như là rất là nhiệt tình luôn, cực kỳ nhiệt tình luôn, và làm một cái món như là cháo gà ha, cháo gà miền Tây ăn với lại gỏi bắp chuối cực kỳ con luôn các bạn. Đó, thì nói chung là Di là một người miền Tây rồi cho nên là những cái món mà như vậy thì Di cực kỳ thích luôn, và đặc biệt gà ở miền Tây nữa, gà ta thả vườn rất là ngon ha. Thì thật ra là cái buổi giao sẽ Di giao khoảng tầm hơn nửa tiếng một chút xíu thôi các bạn, cũng như là hướng dẫn một vài cái tính năng cho Nhân thôi, là Nhân coi như cũng nắm rõ hết rồi, thì chủ yếu là ngồi chơi thôi, tới bây giờ mới bắt đầu về ha. Thì mỗi cái chuyến mà đi giao xe như thế này các bạn rất là vui đó, mỗi khách hàng, mỗi cá tính, mỗi công việc, coi như là mỗi cái khu vực khác nhau, thì đặc biệt là những khách hàng mà chọn đến những chiếc xe Mercedes-Benz thì các bạn thấy rồi đó, mặc dù là những anh chị khách hàng mua Mercedes-Benz đó thì là những cái người có địa vị trong xã hội, những người rất là thành công rồi, nhưng mà các bạn thấy không, cực kỳ nhiệt tình và cực kỳ thân thiện luôn đó. Đó thì mỗi cái chuyến đi giao xe như thế này thì Di đều muốn là tận tay giao cái chìa khóa Mercedes-Benz cho những anh chị khách hàng của mình, mặc dù là đi rất là xa cũng mất là nhiều thời gian, bởi vì là khi mà đi như thế này thì những cái công việc ở công ty thì Di cũng phải là tạm gác lại đó, nhưng mà rất là vui ha. Thì thôi bây giờ Di xin được phép mà kết thúc video clip tại đây. Nếu các bạn có bất kỳ những cái quan tâm nào đến những cái mẫu xe của Mercedes-Benz thì các bạn đừng ngần ngại gọi cho Di qua số điện thoại của Di là 0914653979. Nếu các bạn thấy video clip của mình hay, đừng quên bấm like và share giúp mình, đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những thông tin mới nhất về tất cả những dòng xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.